chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình VTV Around được phát sóng lúc 5 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Tôi là Thu Hằng, hôm nay tôi sẽ đưa quý vị đến với các địa điểm quán cà phê có không gian vô cùng đẹp và giá cả phải chăng. Nếu như quý vị là những người yêu thích sự yên tĩnh, muốn tách biệt ra khỏi không khí náo nhiệt của khu vực trung tâm thì quán cà phê có cái tên Lọ Mọ nằm trên phố Thợ Nhuộm là một địa điểm vô cùng lý tưởng. Quán cà phê nằm trên gác 2 trong một khu nhà với các bậc thang gỗ khá dốc. Nhưng đây là một mô hình quán cà phê vô cùng độc đáo ở Hà Nội. Quý vị có thể thỏa sức đam mê bằng cách tự tay vẽ và trang trí lên các lọ thủy tinh. Nếu không vì mục đích vẽ thủy tinh thì quý vị có thể đến thu mình đọc một cuốn sách. Đây cũng là một nơi lý tưởng dành cho các bạn học sinh đến để ôn thi và làm bài tập. Không những vậy, quán còn thu hút khách với các menu về đồ uống và bánh ngọt vô cùng hấp dẫn. Địa điểm tiếp theo vô cùng thích hợp với các chị em yêu thích sự yên tĩnh cũng như là loại trà detox giảm cân với phương pháp pha chế vô cùng hiệu quả. Quán Duo Detoxing House nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Kim Mã với các loại trà detox được pha chế bằng các loại hoa quả theo mùa có vị chua giúp thanh lọc cơ thể và giảm cân hiệu quả. Mong rằng Duo Detoxing House sẽ không làm cho các chị em phải thất vọng. Quán cà phê có cái tên Ngộ Nghĩnh, canteen 109 nằm trên ngõ 198 xã Đàn là nơi mà các khách hàng 8X hay 9X có thể quay trở về tuổi thơ của mình bằng những món ăn vặt với giá vài trăm đồng có thể dễ mua được ở các canteen của trường. Đúng nghĩa như một canteen trường thuở bé. Tất cả các thực khách đến đây không bao giờ bị lo đói bụng vì họ có thể thưởng thức ngay một hộp mì tôm xúc xích nóng hổi hay một bánh mì nem khoai ú ụ. Nếu muốn ăn đồ ăn vặt thì cũng đừng quên ô mai hoa, mì tôm trẻ em hay là những viên xê thật nhỏ đựng trong những chiếc hộp nhỏ xíu nhé. Địa điểm cuối cùng mà chúng tôi ấn tượng đặc biệt muốn dành tặng cho các Potterhead như fan hâm mộ của Harry Potter, quán Always Cafe nằm ở trên phố Hàng Tre. Với bề ngoài không mấy ấn tượng nhưng quý vị sẽ bị choáng ngợp khi bước vào trong sảnh với một bức tường tái hiện lại sảnh của trường Hogwarts nơi mà Harry Potter từng theo học. Bia bơ chính là một thức uống chứ danh trong quán cái vạc lẩu để các phù thủy nếm thử trong truyện tranh. Hy vọng rằng những địa điểm vừa rồi sẽ là một trong những lựa chọn hoàn hảo dành cho quý vị. Chúng tôi sẽ còn quay lại với những địa điểm thú vị hơn. Hãy đón xem VTV Around lúc 5 giờ thứ bảy tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.